Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một loại rau mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng từng được ăn rồi. Cây bắp cải. Cây bắp cải có màu xanh nhạt, chúng được trồng ở nơi có khí hậu lạnh. Lá của cây bắp cải được cuộn chặt vào nhau, cầm rất chắc tay. Phần bên trong là phần chúng ta thường được ăn đấy. Cây bắp cải. Bắp cải chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bắp cải có nhiều chất xơ, bên cạnh đó còn chứa rất nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ chống lại bệnh tim. Bắp cải được dùng để cuộn thịt. Làm salad. Đơn giản luộc cũng rất ngon. Đây là hình ảnh người nông dân thu hoạch cây bắp cải đấy. Sau khi thu hoạch, bắp cải sẽ được đem bán trong siêu thị hoặc trong chợ.